Quý vị và các bạn thân mến, như lời hẹn của lần trước thì hôm nay thì Hồng sẽ trở lại để giới thiệu thêm những món ăn ngon từ bột trộn sẵn Nico Hương Xưa. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món bánh cuốn. Em chào anh Phi Hùng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến món bánh cuốn Hương Xưa. Thì với một gói bánh cuốn Hương Xưa 220g này thì chúng ta sẽ sử dụng là 500ml nước lọc và thêm 2 muỗng ăn canh dầu ăn. Với cách làm thông thường thì chúng ta sẽ phải ngâm bột trong vòng khoảng 1 ngày. Còn với bột trộn sẵn Hương Xưa thì chúng ta chỉ việc sử dụng bột hòa tan với nước. Bánh này thì mình sẽ cho luôn dầu ăn vào lúc này luôn. Bình thường thì Hùng thấy là khi làm cái bánh này thì phải có một cái sừng hấp, đúng không em? Dạ, với cái bột bánh cuốn Hương Xưa của bên em á, rất là tiện, mình chỉ cần sử dụng một cái chảo không dính thôi. Vậy dạ. Là vỏ bánh vẫn như là bánh truyền thống đúng không em? Dạ, vẫn rất ngon. Sau khi mà mình cho nước cái dầu vô bột á, thì mình sẽ khuấy cho nó tan hoàn toàn luôn. Đánh tan bột về rồi anh cho bột nghỉ khoảng 15 đến 20 phút để cho bột mình nó được nở một chút xíu, rồi mình tiến hành mình đổ. Trong thời gian mà mình để bột nghỉ á, thì mình có thể làm nhân. Khi mà làm cái nhân bánh cuốn á, thì mình xào phi hành lên cho thịt bằm, bánh mèo mình đã được ngâm rồi cắt nhuyễn. Vậy là cách làm nhân thì không có gì thay đổi, chúng ta vẫn giữ cách làm truyền thống nha. Bột đã được nghỉ 20 phút thì anh sẽ khuấy đều lên. Rồi anh chuẩn bị một cái mâm, sử dụng một ít dầu quét lên để khi mà mình lấy bánh ra không bị dính. Chuẩn bị một cái chảo không dính, làm nóng chảo lên. Khi mà chảo nóng rồi á thì mình sẽ dặn về cái mức lửa vừa, nhấc cái chảo này ra khỏi bếp. Rồi sau đó mình múc một phá đầy rồi mình chán chảo. Phần bột thừa mình sẽ đổ ra khỏi chảo, rồi mình sẽ giữ lại cái phần bánh mà đã dính lên trên chảo. Thì khi mà mình thấy bột nó trong á, mình sẽ úp ngược chảo vào mâm. Công đoạn cuốn thì cũng giống như là bánh cuốn truyền thống thôi. Trong này là có thịt này, có nấm mèo và có hành nữa. Rồi bây giờ anh cũng muốn thực hiện thử, bởi vì đây là một cái món ăn mà trước giờ mọi người nghĩ là sẽ rất là nhiều công đoạn phức tạp. Rồi sau đó anh đổ cái phần bột dư ra. Rồi anh đặt lại lên bếp. Thì khi mà anh thấy bột nó trong lại nữa rồi bắt đầu những cái viền á bong ra. Đây là được chưa em? Dạ, này là được rồi đó anh. Rồi, chỉ việc đó, các bạn thấy không? Hồng đã thực hiện xong được một chiếc bánh cuốn. Công đoạn để thực hiện bánh cuốn mà Phi Hồng nghĩ rằng là vô cùng phức tạp nay lại trở nên một cách rất là dễ dàng qua sự hỗ trợ của bột Nico Hương Xưa. Nước mắm mà để dùng kèm với lại bánh cuốn thì chúng ta sẽ sử dụng là 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 6 muỗng nước, nửa quả chanh và một ít ớt. Thực hiện cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Và đặc biệt là món này á, thì chúng ta sẽ không có sử dụng tỏi nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã làm nước chấm xong và bánh cuốn cũng đã xong. Thành phẩm đó chính là một dĩa bánh cuốn, các bạn thấy không? Rất là hấp dẫn, giống như là bánh cuốn truyền thống. Và khi mà ăn kèm cái này thì chúng ta đừng quên chọn cho được những loại chả ngon như là chả quế hoặc là giò. Tưởng tượng thôi đã thấy ngon rồi. Và Hùng tin rằng quý vị cũng sẽ có sự lựa chọn giống như Hùng về dòng sản phẩm bột trộn sẵn Nico Hương Xưa dành cho những bữa ăn giàu dinh dưỡng. Chúc quý vị và gia đình luôn được nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.